Cá hô, cá hô. Bật mắt em không? Mỏi không? 4 tiếng hồ mày cá chưa chịu lên mày. Từ từ. Ủa nghiêng đâu đem con heo lên cho nó đập coi. Má coi gãy con này. Bốn tiếng hồ chưa thấy lên. Đù má giỡn con gì mà nó chạy dưới ta. Đâu có thấy con cứt gì đâu. Nó cứ gắm cái đầu dưới mà. Ồn hồ ông ơi. Ủa nặng lắm hả? Má cái giọt đây giọt cũng được hết chứ. Không 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 vô kiếm giùm cái giọt vô một cái không có ai quay. Đúng rồi, không rồi, chút nữa vô lấy đổi cái ai giọt. Mẹ nãy cái mặt giật vuông nó giục đâu mất hả ta? Coi coi nó có bỏ bên kia không nè. Nó cần luôn rồi kìa. Đầu lắm nha, bảo hiểm nó bộ. Cái lâu cần chạy luôn kìa. Cái phao họ đẹp á. Wow. Lâu vậy bộ hiểm luôn hộ. Đúng bại bên đây cá hô nó vô. Bên kia lâu cần chạy luôn. Trời ơi coi cần kia chống đít. Bên đây kéo cần chạy mất. Bên đây đủ mà hô chưa lên. Còn kia kéo cần chạy nữa kìa. Coi coi trong trong cái hồ đây có không? Đấy còn 54 có làm này lại có móc lên. Đây lại đây lấy đi. Vô lên nhà đây. Móc móc cộng dây bảo hộ lên nữa như. À đợi nó dính vô đây mệt cho đó. Đây 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 kia kia cái trong trong kia này. Đó đó đó. Phải không? Cái màu đỏ. Đồ má. Con gì? Mập chứ không? Bó cái mặt lên gì ông? Má mày bò gãy cái cần ta luôn mày. Má bên kia lâu cần chạy luôn kìa. Rớt vô hồ. Móc móc vô đi cần hả? Tù nó lâu cần kìa chạy. Má 4 tiếng hồ mà cái chưa lên ông nậu. Gió không đeo được đâu. Như đây hết cỡ rồi, gió lên đeo đâu đó. Gió lên nữa nó bật cần. Còn trong cỡ đây thì có người nữa rồi luôn. Má chè con đi rồi mất hết. Cá hô, cá hô, cá hô, cá hô, hô hô hô, má lấy cái giọt kia cho giọt đây nhỏ quá sao giọt, cũng mày là kiếm có mà, biết ai? Cái giọt vuông nãy đâu mất ai đưa giọt cái hô coi. Vô lẹ cho nó đứt, vô lẹ cho nó đứt, vô đứt luôn á. Bên kia lâu cần chạy tán loạn nữa kìa.
cà hô là vậy, cái mặt mặt giật vuông đâu được giấc cà hô vậy, được cà hô là mấy đeo ở đây còn miễn phí này đây nha. Dùng này không lấy đâu đâu. Cái ai đâu lấy? Mẹ lấy giọt cá không bò đâu đâu. Thấy đâu, thấy đâu. Hô hả? Còn hô. Hô bên kia con trôi ra con gì nữa kìa. Trời mẹ ơi con làm được đâu. Anh chị ơi em làm được đâu. Đụng mà đang phát trực tiếp mà. Tiếp luôn mà. Đi kiếm cái mặt giọt vô đi. Có đi chứ. Không lấy giọt nghe kìa. Làm được đâu, con ba làm được đâu. Biểu đi kiếm cái mặt giọt vuông cho mình dục. Cái mặt giọt nãy mày lấy được giọt cái ta đâu. Còn nãy mấy ông bò đéo đâu. Đi bây. Lấy đi đâu cái giọt thằng cha nó. Mẹ mày nói cái lên rồi mở giọt trong lên lấy cất giọt. Có giọt cái nào, lấy giọt cái nào rồi. Con kia con trôi mà. Cái giỏ đấy mà sao giọt. Khúc. Như đồ đeo. Gì mà coi không? Không. Đây, cái mặt giọt to. Cái giọt đấy nó càng nhỏ hơn nữa. Nhỏ hơn cái đây mà. Con hô đâu? Đó là con hô đâu. Mày con hô đó ra rồi nhé. Ngô hàng mè. Coi trong cái kia thì có không? Đâu đâu trong mượn cái giọt kia, bộ giọt bự ơi. Chạy dữ không? Đồ má lên cả tiền mua thùng xịn đâu. Mẹ. Nhưng mà... Mẹ. Mẹ hô. Có cá giọt bự không cho mời. Hô hô hô, bu quá hô bự. Đù. Cái giọt đấy cũng sợ nhỏ chứ. Mưa giờ mà. Cần hết cái giọt đi xuống hô mà. Cái cá hô lên đi mà. Giờ lấy con heo luôn đi. Đây nè, ăn hô nè. Giọt giọt giọt. Ủa mày cái giọt đâu? Mượn cái giò ngay. Đúng hô nè. Quay. Phát trực tiếp nãy giờ đi mà. Chụp lại. Đây. Đeo mẹ gãy mẹ. Gãy đọt đâu? Đưa ăn mặt giọt đeo xuống bắt luôn. Đây lấy cái con khác vô. Rất lử luôn không? Rất lử đâu. Đưa. Rồi. Từ cầm cái giò ngay con. Dỡ lên. Dỡ lên. Tân bàn hết không? Hô. Đạp heo. Bỏ lên. Đừng có móc miệng. Mẹ ơi con làm được rau gì tùm lum. Con ơi ba làm được rau con xin. Trời ơi. Đập heo nghe mấy anh em ơi. Đập heo nha. Thôi cái giọt ra, trời giọt ra. Rồi. Kết thúc video nha.